Xin chào mọi người đã đến với kênh ẩm thực cỏ biển của em hôm nay nha mọi người. Hôm nay là em đi qua bên Cát Thi, nhưng mà trên cái con đường mà em chạy ngang á, cũng cùng trong một cái con hẻm là 1005 luôn, gần gần chỗ bánh tráng Cát Thi á, thì em thấy có một cái xe bánh tráng trộn, thấy ghi cái bảng là gì ba bánh tráng trộn khổng lồ 30.000 nè. Cho nên là em ghé lại em review xem bánh tráng của dì ba bán ngon như thế nào nha mọi người, mà em thấy cũng có khách tới mua nhiều quá nè. Con chào dì ba. Dạ. Ủa dì bán ở đây lâu chưa dì? Ba bán hôm dịch tới giờ. Dì ba cũng bán lâu rồi, nhưng mà cái này dì ba bán hôm Tết tới giờ. Dạ. Là cái nghề này là dì ba đã bán lâu chưa, hay là chị mới? Bán này lâu rồi, bán này mười mấy năm rồi, nhưng mà bán hội chợ chứ không có bán ở nhà. Dạ, bán hội chợ ha. À, hôm Tết thì dịch rồi, hội chợ nó không có mở rồi, dì ba phải bán ở nhà. Dạ, bình thường đi hội chợ ở đâu cô? Đi tùm lum á, chỗ nó mở lúc nào cô đi hướng đó, miền Trung, miền Tây gì cô mà dì ba không đi. À, giống như là mình ở trong đó luôn, bán thẳng trong đó luôn. Rồi, chứ mà mình đi thì ba à. Dạ con hiểu rồi. Bán nữa thì mình về. Dạ con hiểu rồi. Hôm Tết bây giờ là bị dịch và hoạt động người ta không có làm nữa, thành ra con ba về nhà qua bán. Dạ, mà dì ba thấy bán ở trong chỗ hội chợ thấy cái số lượng bán mình nó đỏ không dì ba? Số lượng thì nó bình thường, mình cũng kiếm hàng ngày thôi, nhưng mà ở đây thì nó đông, nó chụp dịch cũng về tháng. Có mình xài đi dì. Dạ. Nếu như ở đây mà bán được đông thì dì ba có còn đi hội chợ nữa không? Dì ba ở nhà cho ba bán. Dạ. Đằng nào bán ăn nữa cho ba đi. Dạ. Thuận theo thời dì ba ha. Rồi mình xài con ơi. Dạ. Ủa dì ba có còn bán món gì nữa mà đổi món? Nhiều lắm. Dạ mà hết cái này là dì ba bán tùm lum, dì ba mới bán phá lấu với hôm qua cà ớt. Ồ. Nhiều nghề vậy? À dì ba mới vậy. Tài quá ta, giỏi quá ta. Thì cũng mặn thôi nè. Dì ba năm nay là mấy mươi dì ba? Dạ. 57. Ồ, 57. Mà nhìn dì ba còn khỏe quá. Nhìn dì ba dễ thương và hiền, nó là cười hoài á. Cười cho nó không có già không ơi. Dạ. Đây mọi người, đây là nguyên một cái thau gì, con ruốc và hành phi của dì ba nè mọi người. Sao giao được? Đây là mọi người, đây là những cái hũ cô bò rồi của dì ba nè. Đây là cô bò nè. Đây là đậu phộng nè mọi người. Ở đâu vậy? Ở bên đây nè, của bà chế nè. Đây là khô gà lá chanh nha. Đây nè, dì tiết chỉ con vậy nè. Hành phi. Không có đẩy này lại đó chứ. Không có đẩy như vậy nè. Còn đây là cái hũ sa tế. Màu đỏ ghê mọi người. Cái này nước chai đậu nè. Cái này là nước me. À, nước me với nước bò hết luôn. Me, nước bò, nước tắc rồi nước sốt. Rồi này sa tế. Mấy cái nước sốt này là dì ba tự làm luôn hả dì ba? Nấu rồi mình mua nhà ở ngoài về mình làm nó thiêu. Dạ. Phải nấu. Nấu thì nó nguội rồi mình mới vô bao được, cái để nấu nó cũng thiêu nữa. Dạ, vậy là cũng phải có cái kinh nghiệm ha. Ủa dì ba cho hỏi là cái phần mà dì ba vào trong những cái bịch như vậy nè, là dì ba đã biết cái ý này là lâu chưa, hay là dì ba mới thấy các thi bán cho nên là dì ba buông tha bán? Dì ba cũng chạm các thi, tại vì mình cái này là cái nghề của mình mà, cái những cái mặt hàng đồ ăn cũng không giống gì bên đó hết, từ bao bì tới thức ăn. Dạ, nhưng mà cái phần bao bì này là dì ba đã sử dụng từ lúc trong hội chợ luôn hả dì ba? Cũng xài lâu rồi, cô bán trong hội chợ mà. Mới mua được mấy cái bao này chứ đâu có dễ mua. Ồ, dạ vậy hả? Thì con muốn bán mà con ra con mua không được là con cũng vô không được. Ồ, dạ. Đây mọi người, em thấy có cái phần xoài của dì ba này cũng nhiều quá nè. Xoài, rau răm cũng quá nhiều. Rồi, cũng đông quá mọi người ha.
Xin chào em. Hello mọi người. Em là sao với gì ba? Dạ em là cháu ngoại gì ba. À cháu ngoại gì ba ha. Em cho chị hỏi là bánh tráng của mình ở đây là có mấy loại em? Dạ bánh tráng đây của mình có 3 loại nha. Trắng, hành và tỏi mọi người. À trắng, hành và tỏi là có 3 loại bánh tráng luôn nha mọi người. Còn nước sốt thì ở đây là mình có mấy loại nước sốt em? Dạ nước sốt thì mình có một cái loại nước sốt là nước sốt độc quyền nhà dì ba. Ồ nước sốt độc quyền luôn ha. Đây mọi người, đây là một phần đây. Ồ nặng lắm nha mọi người, một phần này nặng lắm luôn á. 30.000 quá rẻ. Xoài cũng nhiều nữa nè mọi người, em thấy xoài cũng nhiều nữa nè. Cái sốt và cũng để riêng luôn nha. Trứng ở đây là được 4 cái trứng cút, 2 trứng hột gà. Còn đũa đó là để 2 đôi đũa luôn nha, chứ không phải là 1 đôi đũa đâu. Vậy cho con cho con mấy tờ 10.000 thôi. Đầy đủ. Hết nhiêu? Ừ, con mấy tờ 10.000 đô và là tiền chẵn. Không có luôn. Dì ba tâm lý quá mọi người ơi. Mặc dù là mua một phần nhưng mà dì ba là để hai đôi đũa luôn. Hai cặp đũa vô luôn để những cặp đôi nào mà yêu nhau mà đang ăn. Dạ. Đi hai người ăn đôi đũa kỳ lắm. Cho hai đôi. Đúng rồi, ra hỏi ngay cho anh chị á, ăn sao? Ok. Đông mọi người. Xin chào em. Đây là lần thứ mấy em đến mua của dì ba? Lần đầu tiên hả? Mà sao em biết cho dì ba bán ở đây? Ba bột đầy đủ. À bạn em chỉ hả? Qua những người bạn chỉ. Cũng đông mọi người. À, mọi người bây giờ em sẽ mua một phần của dì ba, em ăn rồi em review cho mọi người để mọi người có thể biết được là cái hương vị chỗ bánh tráng của dì ba nó như thế nào nha mọi người. Cô cho con hỏi là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ rồi cô? 2 giờ cô ra nhưng mà sáng con ăn thì vô nhà bán hết. Sáng là cô bán mấy giờ ở nhà cô? Không, con vô giờ nào cô cũng có. À, vô giờ nào cũng có luôn. Cái con kêu cửa, con vào đóng cửa con kêu là cô có. Dạ, đóng cửa kêu cửa dân bán luôn. Dân bán luôn. Đây, khách hàng là tiện đến. Dạ. Vậy là mình bán từ 2 giờ trưa là mình sẽ dọn ra đây. Con trong nhà muốn vô nhà nào vô. Dạ. Là mình ra đây mình bán tới mấy giờ xong cô? Không có biết mấy giờ, nhiều khi 11 giờ cô chưa vô, 12 giờ chưa vô. À, hết bánh này thôi ha. Vậy là hết khách cô vô. Hết khách mới vô chứ không phải là hết bánh luôn, hết khách vô. Khách thì lúc nào nhà cũng có. Dạ, mình chứa sẵn. Bánh tráng ở đây là mình lấy tại công ty hay là tại lò hay như thế nào cô? Tại lò, ta giao cho mình. Dạ. Tại vì bánh này nó khó như vậy, hãy lấy bánh dẻ. Cứng người ta chọn có được. Dạ đúng rồi ạ. Cô ở đây không trộn sẵn hả cô, hay phải mang về trộn? Không có, cô làm như vậy là con chỉ đổ cho trong cái bịch này. Dạ. Như người ta đi mua ha, đây cô chỉ cho con coi. Cầm cho bao. Đây, bây giờ là dì ba sẽ chỉ cho mọi người cái cách trộn nha. Một phần như vậy ha. Đây. Dạ, con mua một bịch này. Dạ. Người ta đổ vào đây. Dạ. Thấy không? Khi đổ vào đây xong rồi cái đầu ta cho gao cho đồ lên. Dạ, yeah. Vậy là mình sẽ được trộn trong một cái bọc to luôn nha mọi người. Đây là cái bọc để mình trộn. Dạ. Yeah. Con đi công viên hay con đi dọc đường thì con cũng được ăn á. Dạ. Vậy rất là tiện lợi nha mọi người. Đó là mình trộn. Cảm ơn.
Còn đây là cái thau xoài với rau răm nè, bào tới đâu là xài tới đó, chứ không có để ủ trước nha mọi người. Xoài mới luôn, rau răm mới luôn nè. Nhìn xoài vàng ươm mà ngon quá cô. Mình đặt của nó đó, nó đưa cho mình xoài ngon đó con. Dạ. Mà con thấy xoài này ở đây mình để cũng nhiều quá ha. Đầy cái miệng luôn nè mọi người. Mình đặt của nó mà. Dạ, ăn xoài đã luôn á. Nhưng mọi người mình muốn ăn bánh tráng của chị Ba thì mọi người cứ đến cái hẻm là 1005 gần bánh tráng Cát Thi, mình chạy thẳng tới nhìn bên tay phải khoảng chừng 500m là sẽ gặp cái bánh tráng của chị Ba, cách chỗ Cát Thi khoảng 500m thôi nha mọi người. Đây là cái hẻm 1041-62-181, là nhà của dì Ba sẽ nằm trong cái hẻm đây. Khi mà mình tới ngay chân chỗ cái quán cà phê Milano cà phê đây thì mình cứ chạy thẳng vào trong đó, sau rồi mình hỏi là nhà của dì Ba bán bánh tráng ở đâu thì những người xung quanh hàng xóm đây sẽ chỉ cho mọi người mình biết nha mọi người. Đây mọi người, bánh tráng của dì Ba là có 3 loại nha. Đây, nguyên một cái thùng luôn, rất là to, rất nhiều luôn nè mọi người. Ở đây là mình có... Ủa mà sao chị thấy đây là có hai loại vậy ta? Dạ, ở đây là bánh tỏi với bánh trắng, bánh hành thì em xếp chung với bánh trắng bên đây nè. À, đây bánh hành nó nằm ở đây. Đây là bánh trắng trắng nha mọi người. Còn cái phần này là bánh trắng tỏi. Đây, còn đây là bánh trắng hành. Ba loại bánh tráng luôn đó mọi người. Mình ăn loại nào thì có loại đó nha. Vậy là 2 giờ mình bắt đầu dọn ở đây hả cô ha? 2 giờ ra đây còn dạ, 2 giờ muốn ăn sớm thì vào nhà. Dì Ba cho hỏi là mình ở đây là mình có xiếc không dì Ba? Xiếc nhưng mà là vòng vòng đây cô xiếc. À có nghĩa là xiếc, vậy là cháu của cô ở nhà đi xiếc. Dạ đi con ngon dạ. Chứ mình không có đặt trên nào cô việc gì hết hả? Cô việc cô điện ngoài không được. Ờ vậy hả? Bữa nay cô điện giao nhiều lắm không được rồi, người ta vô đây ta mua giùm. Dạ. Ta chờ không được ta vô đây. Khoảng mấy giờ mình hết rồi cô ha? Cô là có khi 11 giờ mà có khi là 10 giờ mà có khi 12 giờ. Tại vì cách cái tay gai là còn mua thì cô còn ngồi bán. Còn mua còn ngồi bán thôi. Tức là mình bán đến tối đêm cô ha. Người ta đi làm về trễ, tao muốn ăn mà hết cũng tội nghiệp. Chị Bo chị liệu giờ đó mệt lắm á mà cũng phải dám. Dạ, để thèm bánh tráng của dì Ba. Cô phải nha. Dì Ba cho con chụp một cái tấm hình. Ba lịch sì mấy đứa ăn biết thảo về mẹ ba ủng hộ gì ba. Dì Ba dễ thương lắm mọi người ơi, em mua em trả tiền mà dì Ba không có lấy. Dì Ba nói trời thôi, cái công của con quay review cho dì Ba rồi cho nên là dì Ba tặng cho con ăn lý thảo. Dì Ba dễ thương quá. Để tao với mày. Sáng giờ là mình bán được bao nhiêu ký xoài vậy ba? 30 ký xoài rồi. Đây nhân đây. Ê mọi người, đây là cái phần bánh tráng trộn mà em đã mua của dì Ba, nhưng mà dì Ba đã tặng em á. Bây giờ em sẽ ăn tại chỗ bây giờ rồi em review cho mọi người mình biết luôn nha. Đây mọi người. À mọi người ha, nhìn cái bịch topping của dì Ba nè, để em mở ra xem sao. Đây mọi người, em thấy là của dì Ba đây là có cho mình một bịch sốt mayonnaise nữa nè, để cho nó tạo thêm cái hương vị béo béo á. Còn có phần topping nè, nhiều ghê luôn á.
xoài cũng nhiều nữa nè mọi người. Âu, rớt rồi. Đây. Đây mọi người, cái bịch này là trứng còn nóng luôn đó nha. Được 4 trứng cút, 2 trứng hộp gà nè. Rồi bây giờ em sẽ trộn lên nha mọi người. Vì ba cho em là 3 cặp đũa luôn. 3 cặp đũa luôn để thí dụ như là có bạn bè gì ăn chung á cũng tiện. Vì ba rất là tâm lý mọi người. Còn đây là cái bịch nước sốt đặc biệt và rất là độc quyền của dì ba nha. Ở trong đây là có nước bò nè, rồi nước tắc nè, rồi có nước sốt me nữa đó mọi người. Nhìn lạ lắm, lần đầu tiên em mới thấy có cái loại nước sốt như vậy luôn á. Bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon, 5.000 một hộp. Đây mọi người, còn đây là cái bịch bánh tráng tỏi nha. Đây là bánh tráng tỏi nặng lắm mọi người, nhiều lắm luôn nè. Bây giờ em sẽ trộn đây. Tại vì cái bịch nước bò nó bị chảy ra đó mọi người, cho nên là nó hơi dơ, mọi người thông cảm cho em nha. Nên nhìn cái bịch nó hơi không được đẹp lắm. Thôi, mặc dầu là em đã đổ ra rồi đây nè, mày vẫn còn nhiều nữa nè mọi người. Đây, bây giờ em sẽ đổ cái nước này vào nha mọi người. Đây, giờ là em để xoài vô. Đó, mọi người thấy không? Xoài rất nhiều luôn ha. Còn đây nè mọi người, cái phần topping trong đây là có con ruốc nè, khô bò nè, khô gà nè, hành phi, đậu phộng. Em bỏ vô luôn. Ôi, ăn một bọc này chắc là no nê tới chiều luôn mọi người. Còn cái này là mayonnaise nè, em sẽ để mayonnaise vào luôn. Bây giờ là em lột trứng bỏ vào luôn nha mọi người. Dì ba để tận 2 cái trứng hộp gà, 4 trứng cút luôn cho khách ăn no nê luôn. Mọi người ơi, em lột trứng xong rồi giờ em trộn lên nè. Đó, mọi người nhìn thấy. Quá trời nhiều luôn. Nguyên một cục khô bò luôn mọi người. Nhìn hấp dẫn quá mọi người ha. Nè, không biết để ăn sao đây. Tại vì em thấy lần đầu tiên mà em thấy có cái nước sốt me mà còn thêm cái mayonnaise vô nữa. Nhìn thấy lạ quá.
Rồi đây mọi người, em mời mọi người cùng ăn chung với em nha. Đây hấp dẫn ghê không. Ngon nha mọi người, rất ngon, cái vị nó rất là đậm đà, tại vì cái nước sốt của dì ba ở đây là có bò, cái hương vị bò nên là nó ngon, nó đậm đà, nó không có quá mặn mà cũng không có quá nhạt hay quá ngọt đâu mọi người, vừa tới luôn. Còn đây là xoài nè, em sang thử xoài nha mọi người. Ở đó hả? Trời ngon mọi người, trời thơm mà giòn nữa, ngon, nó không có quá chua, cái độ chua nó vừa tới mà nó giòn giòn ngọt ngọt chua chua. Sắp tới của dì ba làm cũng thơm lắm mà nó không có quá cay, cho nên khi mà mình trộn chung cái bánh tráng mọi người mình ăn thì nó sẽ có cái vị ra tha the, nói chung là ngon. 30.000 quá rẻ, một bọc rất là to luôn nè mọi người, nặng lắm luôn á. Nếu như mà em để hết tất cả cái topping vào trong cái bịch bánh tráng này mà em đem đi cân á, em nghĩ chắc cũng có khoảng 400-500 gram luôn á, nặng lắm mọi người. Em ăn một bọc này chắc em no tới chiều luôn. Ngon quá. Mọi người hãy thử một lần đến đây để mua bánh tráng của dì ba ăn đi mọi người, ngon. Em không có nói phép đâu, thiệt, ngon thiệt. Ngon mà chất lượng nữa, đoạn quá nhiều luôn. Nếu như mà ở ngoài em đi mua cái bịch này nha mọi người, những chỗ khác bán chắc tầm cũng có khoảng là 45.000, 45.000 chứ không phải là 30.000 mà quá rẻ giống như của dì ba đâu mọi người, bán rẻ như cho luôn. Mọi người có sốt mayonnaise vô mọi người, cho nên là mình ăn nó hơi béo béo thơm. Cái phần sốt mayonnaise nó béo lắm mọi người, ăn ngon. Quá nhiều đồ ăn rồi mọi người, bánh tráng cũng nhiều nữa nè. Một bịch ngày á là có khoảng 2 người, 3 người ăn luôn đó mọi người. Chứ nếu mà so với cái kiểu người mà ít ăn như em á là không thể nào mà em ăn hết được. Một bịch như vậy là phải là 2 người ăn, 2 đến 3 người ăn luôn đó mọi người.
không có. Mọi người ơi, em hôm nay là em review cái xe bánh tráng trộn khổng lồ, rất là nhiều topping, giá 30.000 của dì Ba đến đây nha. Em hẹn gặp lại mọi người vào những clip sau nha. Mọi người xem xong clip mà có những cái ý kiến gì đó thì hãy nhớ comment ở dưới cái clip này, rồi lúc đó em sẽ đọc những cái comment, những cái ý kiến của mọi người. Và nếu như mà mọi người yêu mến em thì hãy đăng ký kênh và nhớ nhấn cái nút chuông để thường xuyên cập nhật được những cái clip mới mà kênh của em sẽ làm về ẩm thực cũng như là tin tức hàng ngày để gửi đến khán giả và những người đã yêu mến cái kênh của em để thường xuyên biết được là những cái món ăn nào ở Sài Gòn ngon, rẻ, chất lượng và những cái tin tức nóng hổi nhất ở Sài Gòn nha cả nhà. Bây giờ em xin chào tạm biệt cả nhà mình nha. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và nhiều tốt lành nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người. Bánh tráng này ngon lắm mọi người. Mọi người hãy đến ăn thử một lần đi. Hột gà mới lắm mà. Hột gà với trứng cút toàn là trứng mới rồi mọi người. Nên nó ăn ngon.